Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Dân biểu gốc Việt đầu tiên giành chiến thắng ở địa hạt 45 của bang California Ngày 28 tháng 11, BBC Tiếng Việt có bài Derek Trần, dân biểu liên bang gốc Việt đầu tiên của California là ai? Theo đó, BBC cho hay ông Derek Trần, đảng Dân Chủ đã giành chiến thắng ngay từ lần tranh cử đầu tiên trước dân biểu đương nhiệm của đảng Cộng Hòa Michelle Steele ở địa hạt 45 của California, với phần lớn cử tri trong hạt này là người Mỹ gốc Á. Hình ảnh bài trên BBC. Trước đó vài ngày, ông Derek Trump đã tự tuyên bố chiến thắng trên X, trong đó có đoạn chỉ có ở nước Mỹ, một người tị nạn chạy trốn trên mình không có gì ngoài quần áo mới có thể vươn lên trở thành nghị sĩ quốc hội chỉ trong một thế hệ. Ông Derek Trần là người Mỹ gốc Việt đầu tiên trở thành dân biểu liên bang đại diện cho California, tiểu bang có khu Little Sài Gòn, quận Cam. Đây được coi là một dấu mốc lịch sử vì sau 50 năm định cư, lần đầu tiên trên thủ phủ của người Việt tị nạn tại Mỹ có đại diện trong quốc hội liên bang. BBC trích dẫn hãng tin quốc tế cho biết, Cuộc đua giữa ông Trần và bà Steele là cuộc tranh cử dân biểu tốn kém nhất trong cuộc bầu cử lần này khi ít nhất có đến 46 triệu USD được chi ra. Cũng theo hãng tin này, đảng Dân Chủ đã kỳ vọng xuất thân là con trai của dân tị nạn Việt Nam giúp cho ông Trần chiến thắng bà Steele. Vào ngày 27 tháng 11, cả ông Trần và bà Steele đã nộp hồ sơ tái tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2026. Theo BBC, ông Derek Trần, 44 tuổi, con trai của một gia đình tị nạn người Việt, là cựu chiến binh từng tham chiến ở Iraq và hiện là luật sư. Theo thông tin trên trang web của ông Trần, cha mẹ ông đã trốn chạy khỏi chế độ cộng sản tại Việt Nam để con cái của họ có cơ hội biến giấc mơ Mỹ thành hiện thực ở miền Nam California. BBC dẫn lời ông Derek Trần trong một tuyên bố ngày 25 tháng 11 khi nhắc tới quá khứ của mình: "Cha mẹ tôi đến đất nước này để thoát khỏi sự áp bức nhằm theo đuổi giấc mơ Mỹ, và câu chuyện của họ phản ánh hành trình của rất nhiều người ở đây, ở Nam California. Hình ảnh dân biểu Derrick Trần Trong giai đoạn tranh cử, ông Trần xoáy sâu vào chỉ trích việc bà Steele từng ủng hộ lệnh cấm phá thai toàn quốc. Ông Derrick ủng hộ hoàn toàn quyền lựa chọn sinh sản và quyết tâm bảo vệ nguồn tài trợ cho tổ chức kế hoạch hóa gia đình Mỹ, cũng như quyền tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế quan trọng dành cho phụ nữ. Ông tự nhận mình là một người có quan điểm cứng rắn đối với Trung Quốc vì rằng ông hiểu rõ tác hại của các chính phủ toàn trị và cam kết quyết liệt chống lại chế độ cộng sản Trung Quốc. Vẫn theo BBC, một số yếu tố mà ông Derek khẳng định sẽ thúc đẩy tại Quốc hội gồm dân chủ, nhân quyền và tự do ngôn luận bằng cách đối đầu trực diện đối với thách thức do chủ nghĩa cộng sản và trung quốc đặt ra derek tin rằng nước mỹ có thể duy trì các giá trị tự do và dân chủ mà cha mẹ ông theo đuổi khi họ đến đất nước này đồng thời bảo đảm một tương lai tươi sáng hơn cho các thế hệ mai sau website của ông derek nêu một số chủ đề chính trị khác ông trần tập trung vào là quyền súng đạn vấn đề nhóm lợi ích và tham nhũng về súng đạn, ông Trần sẽ vận động thông qua các luật sử dụng súng an toàn, hợp lý, gồm kiểm tra lý lịch toàn diện của người mua và lệnh cấm vũ khí tấn công, đồng thời tăng cường lực lượng cảnh sát đường phố. Ông cũng cho biết mình sẽ đấu tranh để chấm dứt nạn tham nhũng ở Mỹ, hạn chế tầm ảnh hưởng từ giới vận động hành lang và các nhóm lợi ích. BBC cho biết, ngoài ông Derek Trần, từng có hai người Mỹ gốc Việt, từng làm dân biểu liên bang, Người đầu tiên là ông Joseph Cao Quang Ánh, dân biểu địa hạt 2 của bang Louisiana từ tháng 1 năm 2009 tới tháng 1 năm 2011. Người còn lại là bà Đặng Thị Ngọc Dung, dân biểu địa hạt số 7 của Florida từ tháng 1 năm 2017 tới tháng 1 năm 2023. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin dân biểu gốc Việt đầu tiên chiến thắng ở địa hạt 45 của bang California. Giám đốc tình báo Anh cáo buộc Nga đứng sau vụ phá hoại châu Âu. Ngày 29 tháng 11, VOA tiếng Việt có bài Giám đốc tình báo Anh cáo buộc Nga đứng sau vụ phá hoại vô cùng liều lĩnh ở châu Âu. Theo đó, VOA cho hay, giám đốc tình báo nước ngoài của Anh hôm 29 tháng 11 cáo buộc Nga về việc tiến hành một chiến dịch vô cùng liều lĩnh phá hoại ở châu Âu, trong khi cũng đẩy mạnh việc đe dọa các quốc gia khác không ủng hộ Ukraine hình ảnh bài trên VOA. VOA dẫn lời ông Richard Moore, giám đốc cơ quan tình báo bí mật của Anh MI6, cho biết bất kỳ sự mềm mỏng nào trong việc ủng hộ Ukraine chống lại cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào năm 2022 sẽ tiếp thêm động lực cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và các đồng minh của ông. Trong những gì có vẻ là thông điệp gửi đến chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ sắp nhậm chức Donald Trump và một số đồng minh châu Âu đã đặt câu hỏi về sự nối tiếp trong việc ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến dài dẳng. Ông Moore lập luận rằng châu Âu và các đối tác xuyên đại Tây Dương của mình phải kiên định trước những gì được cho là xâm lược ngày càng gia tăng. Gần đây, chúng tôi đã phát hiện ra một chiến dịch phá hoại liều lĩnh đáng kinh ngạc của Nga ở châu Âu, ngay cả khi Putin và những người ủng hộ ông ta dùng đến vũ khí hạt nhân để gieo rắc nỗi sợ hãi về hậu quả của việc hỗ trợ Ukraine. Ông Mor nói trong một bài phát biểu tại thủ đô Paris của nước Pháp, cái giá phải trả cho việc hỗ trợ Ukraine thì ai cũng biết, nhưng cái giá phải trả cho việc không làm như vậy sẽ cao hơn vô cùng. Nếu Putin thành công, Trung Quốc sẽ cân nhắc đến những tác động, Triều Tiên sẽ được khuyến khích và Iran sẽ trở nên nguy hiểm hơn nữa. Ông Mor hồi tháng 9 cho biết, các cơ quan tình báo của Nga đã trở nên hơi hung dữ trong cảnh báo mới nhất của NATO và các giám đốc tình báo phương Tây khác về những gì họ coi là hành động thù địch của Nga. Từ các cuộc tấn công liên tục trên không gian mạng cho đến hành vi đốt phá có liên quan đến Moscow, hình ảnh Tổng thống Nga Putin. Theo VOA, vào tháng trước, giám đốc tình báo trong nước của Anh cho biết cơ quan tình báo quân sự GRU của Nga đang tìm cách gây ra sự hỗn loạn. Các nguồn tin thân cận với tình báo Hoa Kỳ tiết lộ Moscow có khả năng sẽ đẩy mạnh chiến dịch chống lại các mục tiêu ở châu Âu để tăng áp lực lên phương Tây về việc ủng hộ Kiev. Phần lớn bài phát biểu của ông Moore tập trung vào tầm quan trọng của sự đoàn kết của phương Tây, nói rằng sức mạnh tập thể của các đồng minh của anh sẽ vượt trội hơn ông Putin, người mà ông cho biết đang ngày càng mắc nợ Trung Quốc, Triều Tiên và Iran. Vẫn theo VOA, ông Trump người đã tuyên bố sẽ nhanh chóng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine mà không nói rõ là bằng cách nào. Trong khi những thành viên khác của đảng Cộng Hòa ở Mỹ bày tỏ nghi ngờ về sự ủng hộ chiến lược mạnh mẽ của Washington và nguồn cung cấp vũ khí hạng nặng cho Kiev. Nếu Putin được phép thành công trong việc biến Ukraine thành một quốc gia chư hầu, ông ấy sẽ không dừng lại ở đó. An ninh của chúng ta, Anh, Pháp, châu Âu và xuyên đại Tây Dương sẽ bị đe dọa, ông Moore khẳng định. Hình ảnh Tổng thống Ukraine Zelensky VOA cho biết, theo người đứng đầu MI6, thế giới nhìn chung đang trong tình trạng nguy hiểm nhất trong 37 năm ông làm việc trong thế giới tình báo, khi nhà nước hồi giáo lại trỗi dậy, tham vọng hạt nhân của Iran vẫn là mối đe dọa liên tục và tác động cực đoan đến các cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 vẫn chưa được biết đầy đủ. VOA dẫn lời ông Nicholas Lerner. Người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài DGSE của Pháp nói rằng, tình báo Pháp và Anh đang hợp tác chặt chẽ với nhau để đối mặt với điều chắc chắn là một trong những mối đe dọa, có thể không phải là mối đe dọa duy nhất, đó là khả năng phổ biến vũ khí hạt nhân ở Iran. Trong khi đó, Iran đã nhiều lần phủ nhận việc tìm kiếm vũ khí hạt nhân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo.d với bản tin giám đốc tình báo anh cáo buộc nga đứng sau vụ phá hoại châu âu quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất